Xin kính chào quý bà con, quý anh chị, bạn đang xem kênh thì sáng hôm nay là thứ năm, ngày 27/7/2023, mình xin tiếp tục làm tiếp tập nhật sơ qua. Tình hình bất thái buổi sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên, cho quý bà con, quý anh chị, bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật hình giá đất thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản như thanh long hay là giá nhãn trên kênh. Nếu bà con quý bác quý chị nào có hết sân kênh có quan tâm đến những mức hay một số lệnh sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách ghi dấu ở trong kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình hình thái trong thời gian khoảng một vài ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng trở lại nhớ quý bà con, nhưng hiện nay thì lượng mít ở lứa lượng mít đang thu hoạch ở trong vườn thì còn rất là ít. Khu vực Chính Đông, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang mới giao động từ 26.000 trong đến là 24.000 trong gì là 16.000 và 103 giao động từ 5.000 đến 6.000. Ở chợ hiện nay khu vực Chính Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua ở chợ với giá đồng từ 4.000. Khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mức giá đồng từ 27.000 cho đến là 25.000, cho gì là 17.000 cho mức 103, giao đồng từ 6.000 đến 7.000. Ở chợ hiện nay ở khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua ở chợ với giá đồng từ 5.000, từ 4 đến 5.000. Khu vực Tiền Giang thì mức giao động từ 28.000 cho đến là 26.000, cho gì là 19.000 và mức 103 giao động từ 7.000 đến 8.000. Chợ hiện nay ở khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ với giao động từ 5.000. Mức ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, do khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều vừa mít. Còn ở những khu vực khác như khu vực miền Đông, khu vực Bình Dương, khu vực Bình Phước, khu vực Đồng Nai thì mức cũng đang có chiều hướng đang tăng mạnh. Khu vực miền Đông thì mức giao động từ 20, kem lớn là từ 17.000, kem gì là từ kem nhỏ là từ 5.000. Mức chợ hiện nay ở khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai thì thương lái đang mua chợ với giao động từ 3.000. Trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá mít ở khu vực miền Đông và khu vực Tây Nguyên cũng đã bắt đầu tăng mạnh trở lại. Khu vực Tây Nguyên thì mức giao động từ 18.000, kem lớn là 15.000, kem gì là giao động kem nhỏ giao động từ 4.000. Mức chợ hiện nay ở khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ với giao động từ 2.000 đến 3.000 đồng ký tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý anh chị, các bạn đang nghe xem kênh sẽ có một ngày thật vui vẻ, may mắn và luôn thành công, đạt được năng suất thật là cao, trúng mùa và luôn luôn trúng giá.